Ôi, vườn điều tan hoang rồi. Cháy hết rồi. Ai đốt rồi? Gặp tự phạt luôn ấy. Cháy hết rồi. Nhìn cây điều nhá. Cây chuối. Cây điều tan hoang hết rồi. Cháy hết rồi. Không còn cây nào nữa. Đây. Đây. Điều. Cháy hết luôn. Điều đây. Còn ít đây. Cái này không cháy này. Điều còn. Cháy hết không còn cây nào. Đây cây điều đây. Ôi, làm ăn như thế này là bao giờ cây điều nó mới lớn được. Cháy hết rồi. Không còn cây nào. Đây quả điều đây. Tí nữa thằng em nó vào nhặt. Đấy, cây điều tan hoang hết rồi. Cây điều chết hết. Năm sau lại trồng cây điều mới. Làm như thế này đến bao giờ mới ổn định được đây. Điều đây. Đây chú quên đây. Ôi, cháy hết rồi, sạch sẽ luôn. Không cần phát. Phát sơ đi là làm là được. Cái điều mình năm nào cũng như thế này các bạn. Một phần cũng do mình không dọn sạch sẽ. Người ta đi tìm mật ong này kia người ta đốt. Đây trái điều đây. Không thì nó nhiều lắm. Đây. Thôi quay chia sẻ với các bạn như thế thôi. Mình cũng buồn. Mặc dù buồn mình vẫn quay video. Đây cây điều trồng lại đây. Đây. Bây giờ lại đốt tiếp. Thôi đi về thôi. Năm sau trồng cà thôi. Ở đây trồng cà trồng điều. Một phần là cũng do mình lười. Lười làm. Không sạch sẽ. Người ta đốt vậy thôi. Chứ vườn nhà cô chú bên kia họ làm sạch sẽ bày bán thì đâu có việc gì đâu. Đây quay sang đây vườn bên đây đây. Họ nhặt điều bình thường. Đây cây chuối nhà mình trồng ấy. Ranh giới. Ranh. Ranh rẫy không là ranh giới. Đây. Vườn cô chú đây người ta làm bày bán vậy. Không có gì. Sẽ là dù lửa có cháy đâu có cháy tới vườn điều đâu. Mình đây thì không dọn cỏ sạch sẽ thì đấy con cây điều này còn sống kìa. Cái này tan hoang hết rồi. Chào các bạn nhá.